À, như hồi trước anh đi mua vợt cho mấy đứa bé thì anh thấy cái vợt đấy nó có dây sẵn rồi, Vâng. thì không biết là cái dây của mình đây thì nó có khác biệt gì không, thì em tư vấn cho anh với. Vâng, xin chào tất cả anh chị em đã quay lại vào kênh YouTube của FB Shop ngày hôm nay. Thì như hôm trước anh em cũng đã xem được một cái tiểu phẩm, đó là FB Shop đã giới thiệu cho người mới chơi lựa chọn một cái sản phẩm vợt ưng ý dành cho mình. Anh ý cũng đã chọn được một cây vợt cho mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tới tiếp với cái tiểu phẩm thứ hai này để chúng ta chọn cho anh ý một cái dây căng vào mặt lưới sao cho phù hợp. Và cái mức căng cho người mới chơi là bao nhiêu thì anh em hãy xem clip ngày hôm nay nhé. À, như hồi trước anh đi mua vợt cho mấy đứa bé thì anh thấy cái vợt đấy nó có dây sẵn rồi, Vâng. thì không biết là cái dây của mình đây thì nó có khác biệt gì không, thì em tư vấn cho anh với. À thì hiện tại như ngày xưa anh đi mua vợt cho các cháu ấy thì đấy là những cái cây vợt mà gọi là cái cây vợt đầu nhôm, vợt phổ thông dành cho các bạn gọi là chơi tập luyện thể dục thôi. Chứ còn đây là anh vào chuyên sâu hơn là mình chơi thể thao rồi anh ạ. Đấy thì cái vợt nó sẽ không có lưới. Và những cái người mới chơi như anh, chị nhà anh và các cháu ấy thì mình nên chọn một cái dây căng. Thứ nhất là đảm bảo cho mình được một cái đó là cái độ nảy của mặt vợt nó sẽ tốt hơn, bởi vì mình chưa phát huy được lực nhiều nên là cần chọn một cái dây có cái độ nảy tốt. Thì như ở bên em thì hiện tại dây có độ nảy tốt thì anh có thể chọn là dây 66 Ultimax với cái đường kính là 0,65, nhưng mà đổi lại một chút là dây đấy nó sẽ nhanh đứt, hơi nhanh đứt bởi vì là nó sợi nó nhỏ. Và một cái sợi dây em cũng tư vấn cho anh thêm một sợi dây nữa, đó là sợi dây Nano 98, đường kính 0,66 mm. Cái dây đấy thì có tiếng nổ tốt, tất nhiên là nó không nhảy bằng 66 Ultimax nhưng đổi lại một cái nó lâu đứt hơn. Thì không biết là anh muốn chọn cái loại 0,65 hay 0,66. Có lẽ là em cứ cho anh cái loại nào nẻ nhất đi, vì tài chính không thành vấn đề lắm đâu mà. À ok. Thì bây giờ em sẽ tư vấn này một chút nữa này, bởi vì anh với chị thì mình chơi cầu mình giữ được vợt rồi, không bị quệt vào đất nhiều, không bị quệt xuống đất nhiều. Thì mình căng cái quả mà 0,65, 66 Ultimax nảy tốt nhất. Đấy. Nhưng mà các cháu thì hơi bé một chút anh ạ. Đấy thì mà các cháu lại hơi vụng về mà chẳng may tay nó yếu lại quệt xuống đất, nó hay bị đứt cái dây, thì chúng ta căng cho các cháu cái dây Nano 98 0,66 thì nó sẽ bền và lâu đứt hơn. Anh thấy thế nào? Được em ơi, tiến hành đi, tiến hành đi. Vâng, ok. Ok, thế thì bây giờ em sẽ làm vợt cho anh. À, mà chết, quên, có một cái nho nhỏ nữa như thế này. Thì là bây giờ chúng ta có chọn được cái lưới cho anh, chị với các cháu rồi. Nhưng mà nó còn một phần nữa khá là quan trọng. Đó là cái phần lực căng trên một cây vợt. Đó, thì như anh em thấy to khỏe thế này thì những người mới chơi như anh thì nên căng khoảng tầm 10 cân rưỡi cho tới 10 cân 8 là phù hợp. Chị thì khoảng 9 cân rưỡi, còn các cháu thì chúng ta nên căng 9 cân thôi. Anh thấy thế nào? Em ơi, nhưng mà anh tay to từ bé ấy, thì quánh cân đấy có ổn không? À thì tuy rằng tay anh to nhưng mà cái kỹ thuật của mình nó chưa tốt anh ạ. À, mới chơi mà nếu mà chúng ta căng cái lực cân cao quá thì mặt vợt nó như một cái bảng gỗ, đánh vào nó không có độ lún của mặt dây đẩy của cầu đi, nó cứng cứng đơ đơ ấy. Thì thường thường cái lực cân cao dành cho những người chơi chuyên nghiệp, còn chúng ta mới chơi thì thứ nhất nên căng ở mức cân đấy như anh với chị với các cháu, để tại sao cái độ đàn hồi của mặt dây nó tốt, quả cầu nó đi xa hơn và nó tránh cái chấn thương cho chúng ta khi là người mới chơi anh ạ. Ra là thế đấy. Ok, thế em làm giúp anh nhá. Ok anh. Rồi còn giày thì sao em nhỉ? À, giày hả anh? Anh em thấy chưa? Thì vừa nãy tôi cũng đã tư vấn xong cho anh khách của tôi về cái vấn đề dây căng và lực căng dành cho người mới chơi. Anh em có thể tham khảo nhé. Nhưng mà vẫn có một cái nữa, đó là anh ý thiếu mất đôi giày. Anh em hãy cùng xem ở clip hôm sau tôi tư vấn giày cho người mới chơi như thế nào. Clip hôm nay đến đây là kết thúc. Anh em nhớ like, subscribe kênh YouTube của FB Shop để đón chờ những clip tiếp theo tới từ tôi. Và nếu mà clip thấy hay thì anh em hãy chia sẻ để cho nhiều người biết thêm kiến thức
khi đi mua vợt, mua các sản phẩm về cầu lông. Nhớ nút chuông để theo dõi các clip tiếp theo nhanh nhất tới từ FB Shop. Xin chào và hẹn gặp lại.